Vĩnh Hạ. Kìa, Mai Thủy Ly. Phải, Mai Thủy Ly đã theo Vĩnh Hạ suốt dọc đường sương gió. Kiếm cô đơn còn cài trên nếp áo ưu tư. Biết bao lần đối mặt cùng giang châu, đồn thăm thăm biết về đâu, chờ đợi một lời ai trao. Ngồi mãi mê tây đắp mộng công đâu biết hồn tôi đang gói trọn u sầu, môi thắm đã nhạt màu và môi hồng phai tươi. Đời chim phiêu lạc trót sanh ra núi mộng tiêu bồng, mùi mây gió thơm nồng mời gọi chim vào sương khuya. Còn biết làm sao hướng đời đã lạc mộng, nên vòng tay mà đành phụ lòng ai. Còn gì nữa hôm nay xin giả từ đau thương, xin vĩnh biệt Mai Thủy Ly. Giang Châu Vĩnh Hạ, sao Hiền huynh vô tình lắm vậy? Hiền đệ xuyên đảo băng hồ, còn biết phải làm sao? Ngọn gió nào đã đưa đại huynh đặt chân đến vùng Cửu Hạ? Trên đường luân lạc, ngu huynh nhớ Hiền đệ nên tạc vào tìm thăm nhau, trước khi trở về Hàn Dương dự cuộc khảo thí chọn anh hùng. Anh định chen chân vào cuộc sống quyền quan nữa hả? Ta có một ẩn tình. Thôi, giờ xin tạm biệt. Chúc Hiền huynh nhiều may mắn. Một vùng quả thuyết tung tơi tả, dạng cánh hoa đào rụng gót chân. Một thuở dừng chân miền Cửu Hà, nào ngờ có được tay kiếm tuyệt lưng. Ai? Ta. Tên gì? Trường Lễ Trúc Hà. Nàng đến đây làm gì? Tìm đại quân ta là Trường Sơn Vũ. Trường Sơn Vũ, một tên giặc cướp. Đừng sức lắm, đừng hỏi mình ý có đường kim tuyệt lưng, mà xem lời mặt hạ vô nhân. Ta thay anh ta trị tội kẻ ngông cuồng, cho người chớ kinh thường giặc cướp, bảo vệ danh dự mình với hải rút gương. Đừng lên giọng kêu căng. Bình sinh ta không thích so tài với một giai nhân, ta phải cần giữ vẹn một quý danh. Hãy xem đường gương của Trường Lệ Trúc Hằng, thắng ta rồi hãy nói chuyện kiêu căng. Hãy đó, tiện nhân may mắn lỡ tay làm rơi kim cô nương, xin nhặt lại trao nàng. Đường gương của Xuyên Đảo Băng Hồ quả chẳng hổ danh quán tuyệt, hẹn một ngày tái ngộ sẽ không xa. Xuyên đảo băng hồ gặp mộng thiên lang, vừa gặp nhau chưa dội mừng tương ngộ, sao lễ buồn dân làm giả dưới gian qua. Anh ơi em đến đây một mình giữa trời tuyết trắng, để bao ôn tin tan vỡ một cuộc tình. Vì sao? Vì cha em quyết chọn cách anh hùng, nên mở cuộc khảo thí dùng em trao giải thưởng. Nghĩa là, mà thôi, đành ôm khối tuyệt tình mà thương khóc, vì em còn thể thống của một dòng thái tộc. Còn anh chỉ là một hàng sĩ đang rách áo đôi côn. Nhưng băng hội trong tay anh hãy còn thanh kim bao, sao chẳng dùng lên mà hãy lấy sao quy về kết mộng tương phùng. Vì cha em đang quyết nghĩ chọn một anh hùng. Anh đâu phải là tay gươm vô địch, cứ chém rụng anh đào đi dựng một mùa xuân.
bàn tay năm ngón đang vào tóc, mùi tóc em thơm sách học trò. Anh chém qua đào rơi lá cả như màu hoa tuyết nhuộm đường xưa. Đây em hãy nhìn xem hoa tuyết rụng, đây cánh anh đào màu tuyết trắng là màu trinh tiết của người yêu. Em về xứ ấy chiều sương xuống, anh ở phương này lạnh ngắt yêu. Thưa quận chúa, kìa thống binh Mai Đình Hổ, dân kẻ võ biển này tìm quận nương từ lâu lắm. Cảm ơn thống binh. Vì sao thống binh biết tôi ở nơi này? Hạ tướng đến đây với niềm hy vọng vì có một tên quân thấy quận nương đi về miền Điệp Thủy Băng Hồ. Thống binh lo lắng cho tôi quá. Dạ, dạ đó là bổn phận thiêng liêng của mạc tướng, chỉ mong sao quận chúa đối tưởng tấm tình này. Nghĩa là các mộng thiên lang, em hãy theo anh, anh sẽ đưa em về Vĩnh Dương thủ phủ. Hãy im đi, hỡi tên cuồng ngông si dày, một kẻ áo đất dài mà cũng đòi đưa đón quận nương. Chuyện ấy nào can dự chi ông mà ông hung hăng nóng giận. Dạ, dạ bẩm với quận nương. Thôi ông hãy lo trách nhiệm của ông. Trách nhiệm kẻ này là tìm mà kiếm cho được quận nương, rồi cấp tóc đưa về nơi lãnh địa Hàng Dương. Tôi xin được thay ông để đưa nàng dài ba dặm, gọi là chúc công không với nghi một vị thống binh. Hoàng thống binh, tôi rất cảm ơn sự đưa đón của ông và xin hẹn cùng ông một dịp khác. Thưa quận chúa, xin ông chớ nhiều lời. Xuyên đảo băng hồ, anh hãy đưa em dài dặm đường đi anh. Tức ơi là tức mà. Quân! Hãy lục soát ngôi nhà này. Các ông muốn gì? Tìm bắt tướng cướp Trường Sơn Vũ đã giữa cục và kẻ A Tông. Ngài là ai? Ta là Cát Thiên Lâm, con trai lãnh chúa Cát Định Công. Tâu công tử, già nào thấy tướng cướp vượt ngục là ai mà công tử lại bảo già là kẻ A Tông? Thôi, chưa nhiều lời, hãy bắt trói bà già này lại và lục soát ngôi nhà này. Dừng ta lại! Kìa, tướng cướp Trường Sơn Vũ ở trong nhà bà mà bà lại dám bảo là không thấy. Không thấy, không thấy nè. Trời ơi, mắt tôi sao tối thui vậy nè? Tôi chết mất. Loài ác quỷ, ta sẽ giết ngươi. Quân Mai, hãy bắt cho được tên sát nhân. Còn ta chạy, chạy đi kêu lãnh chúa, nó đã giết các thiên lang công tử rồi. Mẹ, trời ơi mẹ, quân tàn ác. Ai? Ai đã đâm đuổi đôi mắt của mẹ tôi? Màu trang hòa trên đôi má nhăn, lòng đau xót thương thân mẹ biết đi bao. Đây ngài than vành hiu, nhìn mong con thề giết cái kẻ thù. Vì nghĩa khí mà má mẫu đành mang thân tàn tật, cự nhân đã bị tôi tận diệt. Sao anh dành việc đi trả thù? Mẹ của con ơi, con thề giết được cái cừu nhân. Con hãy cứ bảo trọng thân con mẹ nay, chỉ còn có con xuyên đảo băng hồ.
tìm nơi lánh nạn, còn biết về đâu cho mẹ được đi an tâm. Băng Hồ tráng sĩ, tráng sĩ theo tôi về Thái Hàn Sơn, chúng ta sẽ lập lãnh địa để chống ngăn quân Kha Cát. Tôi phải đưa mẹ tôi gửi tạm nhà một người bạn thiết, Giang Châu Vĩnh Hạ hiện đang ở Hàng Dương. Anh hãy đợi tôi dưới chân núi Thái. Không, nguy hiểm lắm con ơi. Xin mẹ hãy yên lòng. Trời, nó đã giết con ta, nó đã giết chết các thiên lang dòng Thái tộc. À, kẻ sát nhân ấy tên gì? Tên gì? Đầu lãnh chúa, kẻ sát nhân tên Xuyên Đảo Băng Hồ, kiếm sĩ lực danh miền cửu hạ. Xuyên Đảo Băng Hồ, tên sát nhân, ta sẽ giết nó bêu đầu giữa chợ. Quân, truyền lệnh truy nã khắp bốn phương, ta truyền phải bắt cho được tên tử tội. Xin tuân thượng lệnh. Sơn Vũ anh nàng đâu rồi? Anh Băng Hồ. Nàng khắc gì trên vách đá? À, em định khắc tên Trường Lễ Trúc Hà. Không. Chứ nàng khắc gì trên vách đá? À, hai trái tim. Sao nàng lại khắc hình đôi tim? Phải, em định khắc đôi tim đang chung hòa nhịp thở. Nàng khắc nó để làm gì? Để làm gì em cũng không biết rõ, nhưng có lẽ để nhớ, để thương, để chờ, để đợi một mùa xuân về đây ấm lại tuổi đương thì. Ngày tháng tương hợp, mong anh em thầm lo sợ vui tân kỳ. Đêm từng đêm nước mắt sầu theo qua trên gối, những tiếng chân buồn len len bước nhẹ vào tim rình rập từng giờ. Những lúc anh thẫn thờ ố rũ, nghe anh thở dài em cũng thở dài theo, cùng âm thầm chia sớt nỗi hoành hiu. Em muốn khóc vì sợ anh nhớ đến một người con gái. Một người con gái, các mộng thiên lang. Anh vừa nói đến tên ai? Các mộng thiên lang, người ấy là ai? Là ai hả anh? Nàng là một người con gái yêu kiều khuê cát, đã cùng tôi uống trọn giọt thơm tho trong dòng môi mật đắng. Thề nghi thủy chung bỗng dưng ai đem trò dâu bể nát mộng tương phùng chia cách đôi tim thân lạc loài sầu chích cánh quyên ương rời thương mến để làm thân tử tội nàng xa tôi chắc cũng đang sầu tóc rối và mẹ già cũng nghĩ đang mòn mỏi vì nhớ thương con. Trường Lễ Trúc Hà, bỗng dưng nàng cũng âu sầu giả dưỡi. Tại sao vậy? Tại vì tôi ghét anh, tôi giận tôi. Tôi sẽ đập nát hình ảnh đôi tim mộng, tôi chém nó ra từng mảnh vụn. Trường Lễ Trúc Hà, anh Sơn Vũ, dường như em đã khóc. Vì sao vậy em? Vì ở đây buồn quá à. Đại ca đi đâu mà vừa về đến vậy?
ta vừa đánh giặc một cánh quân từng phòng miền núi của các định cầm. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Để hãy cho những tên thủ hạ thân tín xuống canh gác các nẻo đường về Thái Hàn Sơn để chúng ta giải bề Liệu Định. Xin vâng. Còn em, thưa đại huynh, em hãy tập hợp Lola và nói rằng hãy sẵn sàng trong tình trạng báo động. Xin vâng. Hãy buông ta ra loài thảo cấu, tại sao bọn bay lại bắt ta? Cha của ta sẽ giết hết bọn bay. Kìa, xuyên đảo. Sao nàng chẳng gọi tên tôi được trọn lời? Vì ông là một tên ăn cướp. Vì giờ đây chúng ta là hai kẻ tử thù. Vì ông đã giết chết anh tôi. Phải. Vậy gươm đây nàng, hãy giết tôi đi để mà rửa hận cho anh. Phải, tôi phải giết ông, để giết luôn cả đời con gái. Trời ơi, làm sao mà tôi giết ông cho được? Dẫu ông có chết đi thì lòng tôi vẫn còn nguyên vẹn hình ảnh của Băng Hồ. Tôi muốn giết ông đi cho xóa sạch mối thâm thù, cho tim tôi không còn vương thù hận, cho tình yêu vẫn còn nguyên vẹn tôi tinh khôi, để tôi được trọn lòng thương nhớ xa xôi mà không sợ mình mang danh bất nghĩa. Thương tưởng, nhưng giờ đây đã là tên tử tội, khi nào dám ước mơ đến chuyện ân tình? Thôi nàng hãy đi đi. Anh quên rằng tôi là tên tội phạm. Ta sẽ đưa nàng theo một cách nhỏ dẫn xuống núi, rồi từ đó nàng hãy tìm dịp thoát thân. Còn anh, còn tôi, tôi sẽ đi tìm nơi vô định để chôn vùi một đời tên tử tội bất nghĩa bất nhân, sống để tự đọa đài phát giảng chung thân, để vô kinh đời tôi trong lao tù thương nhớ, một mối hận ngàn đời trót mang lấy nợ, tôi xin trả hôm nay cho trọn kiếp đi tội. Nếu còn thương mai mốt nàng có trở lại chốn xưa, cho tôi gửi nỗi lòng của đứa con bất hiếu, nàng hãy nói với mẹ tôi rằng tôi đã chết, mẹ xác thân giờ đã thành các cái bụi bơ vơ. Thôi nàng hãy đi đi. Khoan, chưa đi được. Trường Lễ Trúc Hà, các mộng thiên lang quận chúa đẹp hèn nào, đó là cái vốn trời cho. Im, nàng đừng tự phụ kiêu căng. Ta có thể dùng dao rạch nát mặt mình, cho gương mặt kia xa thành ác quỷ hung thần. Kìa, người ta tội gì mà nàng đòi rách mặt? Tại vì tôi thấy ghét anh, coi bộ anh si mê nàng quá nặng nên nàng ta mới lên mày lên mặt. Nàng tưởng rằng ta đã bị bắt đến đây là ta phải có lòng e dè khiếp sợ, đang mộng tiếng lang hát kém hèn ngon nữ thật, còn ta hát lại sợ một nàng quận chúa. Hiện giờ đây đang lâm cảnh cá chậu lòng chim, tôi xin hai người đừng lớn tiếng nặng lời. Ông không can dự gì xin hãy dẹp một bên. Trúc Hà Kiến Lan, bây giờ nàng muốn gì? Nàng muốn gì ta cũng chẳng nung. Hai người không muốn nghe tôi nói một lời thì thôi, xin vĩnh biệt. Băng Hồ, giờ anh định về đâu? Về đâu cũng được. Trúc Hà Thiên Lang, đời tôi giờ đây nào khác chi cánh phụ bình giữa ngàn giông tố, nào biết phải về đâu khi số kiếp đeo mang là chờ đợi để chia lìa. Mộng ước đi nhỏ nhói mà không đạt được bao giờ.
làm sao tìm được bếp lửa hồng thân ái, sưởi ấm thâm tình mà kể chuyện tan thương. Trúc Hà khuyên lắm, đừng nói nữa những lời đau xé ruột, tôi đang buồn nhiều trong cảnh trạng đau thương. Thôi thì thà chia tay đôi ngã đôi đường, để quên lãng những chuyện buồn quá khứ. Hết rồi nhân thế ơi, trăng xưa giờ đã vỡ tan rồi. Hắt thiêu giọt mới thèm sương cũ, trăng vẫn đời trăng của tôi. Băng hồ ơi, lát nữa đây nếu phải chia tay ắt đành vĩnh biệt, em phải làm
quận nương chẳng bao giờ yêu được Giang Châu Vĩnh Hà. Nhưng tìm làm chi những ngõ ngách của tình yêu? Tôi biết rằng tôi sẽ còn phải chịu khổ đau nhiều, vì tôi chỉ ôm được trong vòng tay một xác hoa héo rồ. Tiếng kêu trời của quận nương sắc nhọn hơn ngàn đao kiếm. Tôi tình nguyện sông lướt muôn tên để xin được hưởng một chút nhụy thái hương. Một chút hương phai cũng làm cho ấm nghe được khung trời. Thà ngày ngày được ngắm dáng kiều héo vẫn còn hơn là xa cách quan sang. Tôi chọn rồi xin được nên thú đau thương, thứ mật đắng làm ấm nồng hơi thở. Ngày tháng tới trong niềm vui chua xót đó, tôi vẫn xin được yêu quân nương đến trọn cuộc đời. Nghĩ gì đây ngang trái ơi, làm sao vui được với người không yêu. Người xa lòng tương tư nhiều, gần nhau ai ước sương chiều lạnh. Quận chúa ơi, nàng đâu có hiểu được những giây phút mà nàng còn nằm trong tay giặc cướp. Tôi nghe như ai đang nung lửa đốt tâm can. Giờ gặp nhau đây dù trong xa cách ở ngàn, nhưng ta vẫn cứ nghe như ngày đang nắng mới. Trận mưa đầu thu dấu chưa làm tươi, cây cỏ vẫn cũng gieo vui cho vạn vật lúc đi hạ đang tàn. Lòng tôi hiện giờ vừa vui vừa hận mang mang, vẫn hãnh diện được làm thân tội đồ mãn kiếp. Ngay đã sẵn nàng hãy bước lên ngự, ta phủ phục sẵn sàng chờ nữ chúa đăng quang. Cháu là tên phu khiêm kiểu cưới à?
mà bác cứ ngỡ là con của bác nhớ bác trở về. Lão bà kìa, sao cháu lại khóc? Vì hoàn cảnh của lão bà sao giống mẹ con cháu quá. Lão bà thì tuổi hạc đã xế mòn, vẫn cô quạnh với cuộc đời dâu bể. Còn con cũng là đứa con bất hiếu, bỏ mẹ già đơn độc lúc già nua. Sao chuyện mẹ con của cháu giống như chuyện mẹ con của bác quá. Đâu cho bước lại gần đây cho bác cầm đôi tay để nhớ con. Bàn tay của cháu cũng hơi giống tay con của bác, nhưng có hơi xương. Sống chắc giờ đấy luống lạc gió xuống, chắc có lẽ nó còn gầy hơn cháu nữa. Anh bạn của nó giờ đây đã nên bề gia thất. Bác dẫu có vui cũng chẳng được trọn vui, khi tình con vẫn còn biền biệt chưa về. Hoàn cảnh gì đâu xôi quá bi thảm nào này, đôi mắt giờ đây đâu còn ánh sáng, làm sao còn nhìn rõ mặt con khi nó trở về đây. Tóc nó còn xanh mang cả dáng mây, đôi mắt cũ cô còn rực sáng tràn sinh lực. Nhớ con qua những chiều lạnh vắng xuống, bác thường tựa cửa thầm mong con về quỳ bên gối nương. Mẹ kìa, cháu gọi ai? Không, không, con thấy lão bà mà con nhớ mẹ con quá. Cháu làm nghề khiên kiệu cưới đã lâu chưa? Gia đình cháu có còn ai không? Thưa lão bà, con chỉ còn có một người mẹ mù đuôi. Vì lũ con quan bạo ngược, ngày tháng nhớ thương con đang lâm cảnh tội đồ. Mái tóc úa đau con mới sống lần đầu nghề khiên kiểu cưới, thấy nhớ mẹ mình nên ghé tạp vào thăm. Dây triệu đau mang sức nặng hơn ngàn năm, người vui buổi du quy lòng mình làm đam tan. Nước mắt như trộn mồ hôi giữa trời trưa nắng, mà cứ nghe buồn như lạc khi giữa trời sáng. Kìa, họ đã tới. Con xin bái biệt lão bà. Kìa, cháu ơi, cháu. Ông ấy đã đi rồi, đi vào sương lạnh. Đêm nay buồn quá lá cũng tả tơi rơi. Nó đi rồi, không biết nó sẽ về đâu. Nhưng tại sao dưỡng mẫu lại xót thương cho người ấy? Vì nghe tiếng nó, mẹ chợt nhớ tới con mình. Xuyên đảo băng hồ. Trời. Thôi, để mẹ vào trong an nghỉ. Dân, xin mẹ để con đưa mẹ vào trong. Trời ơi, thì ra Vĩnh Hạ với băng hồ là đôi bạn thiếp. Cuộc đời ta lại thêm một trang sử trái ngang. Mai Thủy Ly. Mai Thủy Ly đến đây để chúc mừng hôn nhân của ông và quận chúa. Chúc mừng hôn lễ? Hôn lễ có gì vui đâu mà ai ai cũng đến chúc tụng. Quận chúa nói sao? Tôi muốn nói nàng điên và tất cả đều điên hết, nên cứ nhắm mắt quan ô chúc tụng. Chúc tụng làm gì? Một thi thể sắp rã tan. Vâng, tôi biết, tôi điên nên mới về đây chúc tụng và dự kiến một hôn nhân. Để làm chi? Để nhìn lại cánh bướm ngày xưa một lần sau cuối.
rồi tôi sẽ lên yên ngựa phi nhanh vào quận tôi đêm trường. Trời ơi, tôi chỉ là một kẻ điên cuồng nên suốt đời phải đeo mang khổ lụy gánh nặng tình quằn nặng cả hai tay. Rồi đêm qua trong một phút một giây không dặn được niềm tái tê xúc cảm, tôi đã vượt dặm đường màu sương bụi trắng quay về đây để nhận lấy một hương sầu. Tâm sự của nàng thê thiết lắm, chẳng kém gì sự thê thiết của lòng ta. Sự cùng nàng hai chúng ta là nước khi lạ đôi dòng, dù một phút một giây giữa dòng đời mình gặp gỡ nhưng hạnh ngộ rồi cũng sẽ chia xa. Nàng nuôi dưỡng làm chi mong ước với một người phiêu bạc sương. Lòng tôi là canh hướng dương, hương tình đã gửi một phương mặt trời. Dính hả? Thủy Ly, có một lần ta đã thốt tiếng biệt ly là vĩnh viễn chia xa từ giáo đô. Giáo đô cách xa như dòng trăng xa mặt đất, mà tôi mượn tưởng như mới tưởng nào. Không phải tại vì tôi si mê cuồng dài, giữ mãi trong lòng chuyện cũ không quên. Rồi hôm nay làm một kẻ không tên, đứng ngơ ngác ở bên lề hạnh phúc. Tôi là kẻ cuồng si dại dột, một ngày dằm dãi năm sương, một chiến mã một yên cương cô độc, giữa núi rừng đầy âm u hiểm khóc trở về đây để khóc vỡ chuyện ban đầu. Dạ, điều chi? Lãnh chúa truyền mời quận mã đến võ trường. Sao lại mời ta đến võ trường trong ngày hôm nay? Vì Mai Đình Hổ thống binh tỏ thật với lãnh chúa rằng đã yêu quận chúa và xin lãnh chúa ban ân cho so gươm cùng quận mã để rõ thấp cao. Được rồi, ta sẽ đến ngay. Hiền thê, hãy ở đây chờ anh về tức khắc hả? Trời ơi, anh ta lại cũng yêu quận chúa, ta phải đến ngay võ trường mới được. Thế là chấm dứt đời xuân nữ, thế là muôn thuở chẳng gần nhau. Ly tang đã khép trang tình sự, xuyên đảo băng hồ anh ở đâu? Anh đã ra đi vĩnh biệt rồi, em về gọi mãi cố nhân ơi. Tôi theo kiếp gió làm mây trắng, mây trắng thì không trở lại rồi. Kìa, ông là... Dạ, tôi là tên phu khiên kiểu cưới. Ông trở lại đây đi làm gì? Để đòi tiền khiên kiểu chăng? Không, tôi trở lại đây để tìm lại một cánh hoa tiếc tinh vừa đánh mất. Một cánh hoa anh đào? Ông là ai? Trời ơi, xuyên đảo băng hồ anh! Bà ơi, tôi không phải là kẻ đã chém hoa anh đào rụng tả tơi trong một chiều sương pha đỉnh núi.
Và trong phút ly tan có vạn lời thơ hứa hẹn bùi tương phùng. Tôi đến đây khi gió chiều thu đã thổi sạch thì lá rừng, để tình nguyện xin làm tên phu kiến kiều, đưa đón lần cuối cùng trên một chuyến sang ăn. Thôi nhắc làm chi những chuyện đã vàng, tôi chỉ về thăm mẹ khi bóng dâu đã xế. Tôi lặng lẽ cúi đầu khóc khi bên ngôi mẹ, nhưng mù lòa mẹ nào biết được đã gần con. Xuyên đảo băng hồ, tại sao lại xa lánh em? Tại sao lại tặng nhẫn với em bằng cách giả làm tên phu khiên kiểu cưới? Thôi, bấy nhiêu đó cũng đủ rồi. Tôi xin trở lại với kiếp đời sương gió, xin vĩnh biệt. Khoan, băng hồ, băng hồ anh ơi, anh về đây có phải chăng về qua nơi thềm xưa lối cũ, để tìm lại trong khói nắng hoàng hôn một chút dư hương. Mắt môi trao ngày tương hội ban đầu, nhìn nhau không nói gì tim đã thốt thay lời. Xin bà chớ nhắc chi chỉ làm đau tí niệm, giờ đây bà là người vợ của Vĩnh Hạ Giang Châu. Hãy xe dũng tình xưa để làm dâu và làm vợ, tham mộng gâm qua trại dưới chân đồi. Còn lời nào đau để nói nữa hỏi băng hồ, chiếu nặng đau sầu em đành sống dài đông. Quận nương, vì hạnh phúc của bà và cũng của bản tôi, xin bà đừng nhắc chuyện dĩ vãng giữa bà và tôi chứ Giang Châu Vĩnh Hạ biết. Không, không thể nào em quên được chuyện ngày xưa. Nhìn nhau mà sao nói không nên lời buồn lòng ai ơi. Buồn bay tiếc thương mà chi, giờ đây gặp nhau nói chi bao lời cay đắng ai ơi. Tình dừng lại đây để Giang Châu Vĩnh Hạ trao lại chiếc áo tần hôn cho xuyên đảo băng hồ. Vĩnh Hạ, anh hãy chép lại bài thơ xưa cho vẹn ý mong chờ, cho nàng được tròn chung dáng thủy và cho
Băng Hồ lặng lẽ xa đi. Còn các mộng tiên lang quát áo du quy để liệm chôn tất cả tuổi xuân thơm vào đáy mộ thương sầu. Không, Giang Châu Vĩnh Hạ, anh đừng bắt tôi phải đóng vai chàng rể lúc về khuya khi hôn nhân của anh vừa chung cuộc. Đừng, anh đừng có ý nghĩ trẻ con như vậy, hãy mặc áo cưới giờ đi. Không, không, Giang Châu Vĩnh Hạ. Không được nhìn người yêu hạnh phúc, không được tựa kệ, đành nhìn nàng hạnh phúc để mà vui. Quân, hãy bắt tên sát nhân. Thành chúa. Không, thưa cha. Các mộng thiên lang, con định mở lời xin tội cho nó phải không con? Còn hai chẳng nhớ rằng nó đã giết chết các thiên lang là anh ruột của con, đôi tay nó còn đẫm máu tươi. Đừng ai mở tiếng gian kinh vì ta đã quyết định rồi. Không một ai thay được quyền lãnh chúa, ta ban lệnh rồi là phải tâm tuân. Con đừng mong lại lục giang sinh. Tôi nghe ai gọi Băng Hồ tên tộc của tôi, con đã về thăm mẹ đó phải không con? Mẹ ơi, chính con đây là Xuyên Đảo Băng Hồ, xin mẹ vui lòng tha tội bất hiếu cho con. Xuyên Đảo Băng Hồ, con về từ bao giờ? Và ai đã bắt trói con vậy? Ta là lãnh chúa Cát Định Công. Ta bắt nó vì nó là kẻ sát nhân. Không, không ông ơi, con tôi nó hiền lắm mà, nó có giết ai bao giờ đâu. Đừng nhiều lời, Quân, hãy dẫn Giang vào tử ngục. Trời! Mẹ! Xuyên Đảo Băng Hồ! Xuyên Đảo Băng Hồ! Đêm đã khuya, bà còn vào tử ngục để làm gì? Em đến đây để xin anh cho em nghe được tiếng yêu em rồi vĩnh biệt. Nghĩa là đời thiếu anh em làm sao sống được. Thà em tự sát trước mặt anh, cho tình còn đẹp mãi đến ngàn năm. Các mộng thiên lang ơi, nàng đừng quỷ quậy xác thân vì một bóng hình đã chìm sâu trong dĩ vàng. Hãy xem tình kia như một áng sương làm tan nhẹ theo khói nắng ban chiều. Nàng tiễn tôi đi vào một chiều thu lá rụng cuối chân đèo. Trong ánh mắt ly tan tôi thấy nàng để lòng trôi trong dòng lệ cảm rưng rưng. Môi tình đã kết thành trong hận quang để ngàn năm không còn được nói tiếng yêu nhau. Phút chia tay là chết dần rơi đầy lời tiếng biệt là nhạc sầu muôn thơ. Các mộng thiên lang, nàng hãy về đi. Đừng vì tôi mà phá vỡ tuổi xuân xanh trong giây phút tiễn đưa người tử tội. Em tiễn linh hồn em vào trong đáy mộ muôn đời.
nhặt xác qua kia cài lên áo trắng. Anh nói về trinh tiết một loài hoa. Thôi, Cạc Mộng Thiên Lang, em hay về đi. Vâng, em về đây. Về để chờ đón anh ở pháp trường. Kìa, Giang Châu Vĩnh Hạ, sao anh lại đến đây? Tôi đến đây để thay thế anh mà làm tên tử tội. Vì anh còn mẹ già nua, anh đừng nên do dự và hãy rời khỏi nơi đây. Anh hãy đi đi trước khi trời hết sương mù, kẻo bọn quân canh trở lại nơi này. Không, tôi đây trót là tên tử tội, cuộc kỳ sống này dù chết cũng yên thân. Anh đã quên một mẹ già tóc bạc, đợi anh về sưởi ấm lại tình thương. Không, Giang Châu Vĩnh Hà, tôi không thể nào. Anh hãy đi đi, đừng cãi lại. Chúng ta đều là những kẻ chọc trời khuấy nước, thì lưu luyến làm gì một cuộc chia tay. Dân, tôi ra đi xin nhớ mãi phút giây này. Xin giả biệt. Quân sĩ, trời đã rửng sáng, mau dắt tử tội ra pháp trường hành quyết, để rửa thù cho con ta là Cát Thiên Lang công tử. Kìa, sao lại bịt kín mặt mày tử tội? Dạ, thưa lãnh chúa, tôi xin được bịt mặt để khỏi nhìn thấy mẫu thân. Đang sụt sùi lệ tre phải khóc măng, để không còn nhìn cuộc đời trước khi về với thiên thu lòng. Người đã biết đau lòng cơn lâm biệt, sao con ta người giết chẳng đau lòng cho thù hận chất chồng. Biết sao ơn giờ tay đã lỡ một đường gươm, đó là nghiệp đau thương. Đầu tôi rơi để đền tội giết người nghĩ cùng nực cười. Im! Giết người ắt là đền tội, sao ngươi lại dở giọng mía mai? Hãy cột nó vào cọc gỗ chờ trong lệnh của ta. Khôn tôi đâu? Xuyên đảo băng hồ, khôn tôi đâu? Mẹ! Phải rồi, đúng là xuyên đảo băng hồ, khôn của mẹ. Trời ơi, mẹ nuôi khôn khôn lớn cho người ta giết khôn mà. Mẹ! Mẹ! Xuyên đảo băng hồ, đây là lần cuối cùng mẹ ôm con trong vòng tay của mẹ, để hồi tưởng lại tháng năm con còn nhỏ dài. Mẹ cũng đã ôm con vào lòng mà ru từng giấc ngủ say. Mỗi lần con chợt khóc, mẹ cũng buồn rưng rưng nước mắt. Ru khúc thương sầu cho con ngủ được bình an. Đến giờ đây con đã lớn khôn, mẹ chưa kịp vui mừng thì con sẽ ra đi vĩnh viễn. Khi trong pháp trường gian dãy giữa trời sương. Thôi, bà lão hãy về đi. Đau đớn má phải mà nói chẳng nên lời, trong tâm tư con chua xót.
trong cảnh trạng đau thương. Băng hồ con ơi, mẹ đang bức nghẹn, vì đây là những giây phút sau cùng mà không nhìn được mặt con cho đỡ đau lòng. Ôi cuộc đời sắp bạc, sao qua trái ngang, dù không dám nói lòng cũng mang mang. Thương một kiếp đời người mẹ khóc ly tan. Xuyên đảo băng hồ con. Bà lão đã ngất xỉu, hãy giật bà vào trong. Tên tử tội, trước khi chết ngươi còn điều gì trăn trối nữa hay không? Những lời cuối cùng của một đời đau khổ tôi xin gửi lại cho thiên lang. Mong nàng hạnh phúc trọn đời, còn phần tôi cũng vui lòng. Tiếc nuối gì một kiếp phù sinh, khi đã dẫn lòng hy sinh tôi và biệt cuộc đời, mà lòng giữ một niềm vui có ai được nỗi lòng của một loài chim đêm bay giữa khoảng trời dài. Tiếng lạc loài bơ vơ cứ mang nỗi niềm hiu quạnh cho đến hết cuộc đời. Đỏ đài ôi một đời cô đơn. Quân sĩ hãy nổi lên hồi trống lệnh thanh hình. Khoan, phụ thân ơi đừng giết chết tình con trong hồi trống vang lên rộn rà. Đừng giết chết đời con trong cô đơn buồn bã âm thầm. Kìa, các mộng thiên lang, tại sao con ngăn cản? Con vui được chết vì nhân tình, để ngày mai đời không còn cô độc. Một người buồn khóc chuyện một người đi. Xuyên đảo băng hồ ơi, em thì vẫn mãi mãi yêu anh, dù biết rằng anh đang đi sâu vào cõi. Vắng anh đời em sẽ buồn thê thiết, như một loài hoa gục ngã dưới mưa sầu. Trời ơi, con điên loạn rồi hay sao? Nó chỉ là tên tử tội, nó đã giết anh con, bây giờ nó phải chết. Xuyên đảo băng hồ phải chết. Người ta sẽ giết xuyên đảo băng hồ. Người ta là ai? Có phải chăng là những kẻ đang có mặt quanh đây, đang chờ thi hành bản án? Phụ thân, vậy thì phụ thân hãy ra lệnh giết luôn con. Và nhớ chung ai đưa chúng con cùng chung năm mộ, để ngày mai và ngàn ngày sau nữa tình của chúng con vẫn còn đẹp mãi muôn đời. Cuối đêm sương bạc mù khơi, chợt nghe giấc mộng nửa đời tan thương.
nhớ nhau thì cũng không còn quên nhau, chưa biết ai buồn hơn ai. Cá Mộng Thiên La, ra nè. Xin đảo băng hồ, hãy cho em nhìn mắt chàng trước giờ vĩnh biệt. Kìa, sao lại là Giang Châu Vĩnh Hà? Trời, tại sao lại có chuyện như vậy? Tại sao tên tử tội lại là tướng quân Giang Châu Vĩnh Hạ? Tại sao, tại sao? Đừng hỏi tại sao nữa, vì tôi đã trở lại đây rồi. À, tên tử tội. Phải, tôi đã trở lại đây. Xuyên đảo băng hồ, sao anh còn trở lại đây? Không, tôi không đành lòng để cho Giang Châu Vĩnh Hạ hy sinh cho xuyên đảo băng hồ. Trời ơi, như vậy thì anh đã xóa bỏ đi nghĩa lý sự hy sinh và quên đi hình bóng mẹ già đang ngày ngày thắt theo đời tinh con. Mang tiếng tù mi sao nghĩ lại đành tâm để cho anh liều và bỏ cả cuộc đời. Xuyên đảo băng hồ muốn chết đi theo nghĩa nghĩ khí của Giang Châu, nên trở lại pháp để chờ linh phân thân. Khỏi cần dài dòng kể lễ, quân hãy đưa tội nhân lên pháp trường hành quyết. Không, kẻ sát nhân có vụ án giết người năm xưa chính là tên cướp lừng danh Trường Sơn Du, cho nên nó đến đây cúi đầu tạ tội và xin được giải quan cho xuyên đảo băng kìa. Trường Sơn Vũ. Phải, tôi là Trường Sơn Vũ, một tên cướp núi ở hung tàn, một Sơn Vũ, tên tù vượt ngục. Sao nhà ngươi lại cũng có mặt nơi đây và thốt ra những lời khó hiểu? À, hay là nhà ngươi muốn cướp pháp trường chăng? Giờ đây ông hãy giết tôi đi để trả thù cho con ông đã chết. Vụ án ngày xưa đến đây là kết thúc, kẻ giết người xin đền tội sát nhân. Trường Sơn Vũ, lời nói của ngươi thật là mơ hồ, làm sao ta tin được? Đây là một bằng chứng để ông tin. Mảnh đai ngọc của Cát Thiên Lăng khi bị gươm thích chặt đứt. Cát Định Công, kẻ giết người sinh tử sử dụng máu hùng anh để rửa sạch quan cừu cho băng hồ giải được án quan kiên, để cùng Cát Mộng Thiên Lăng vui đẹp nở duyên vĩnh biệt mỗi tình tôi về với quân nhà vĩnh biệt.
Sơn Vũ anh ơi, anh chọn tay kết liệt quanh tự tay mổ lấy bụng mình để giữ tròn thanh danh tinh thần võ đạo. Một thương cướp ngang tàn làm kẻ địch chính phục quy danh. Cái chết của một tướng cướp đầy hào hùng và bi tráng, ta nghiêng mình kính phục. Quân hãy mang xác Trường Sơn Vũ vào lo an táng. Thôi, kẻ tử tội đã đền xong tội, ta hạ lệnh truyền xá tội cho xuyên đảo băng hồ. Dạng tạ ơn lãnh chúa. Mẹ, từ đây con sẽ sống bên mẹ suốt đời để quên những ngày buồn xa cách. Xuyên đảo băng hồ, giờ đây giông bão đã đi qua, anh hãy cùng các mộng thiên lang vui niềm tao ngộ. Kìa, sao tướng quân lại nói thế? Vì họ đã yêu nhau từ lâu lắm. Hả? Họ đã yêu nhau từ lâu lắm? Chúng tôi đã yêu nhau từ khi có một loài chim mang tin xuân về reo vui giữa mùa hoa nở. Chúng tôi đã nói tiếng yêu đương khi đôi tim vừa mở ngỏ và hồn say xưa ru mộng thở ban đầu. Để rồi phải chia tay đôi ngã rẽ đau sầu. Kẻ ra đi thì chất chồng quan án, người ở lại cũng khép kín sầu đau. Chuyện tình xưa kỷ niệm tưởng vui chôn, và mùa xuân cũ tưởng biến thành tan giờ. Nhưng sự thật giờ đây đã tỏ rõ, thì tình yêu kia xin trả lại hai người. Nhưng còn tướng quân thì sao? Còn tôi sẽ cùng với Mai Thủy Ly đẹp duyên chồng vợ. Vĩnh Hạ, đối với chúng tôi chẳng những anh đã nặng tình tri ngộ, mà chúng tôi lại còn mang nợ tái sanh. Lòng anh cao vời ngất ngưỡng chốn tầng xanh, tôi thầm cảm và trọn lòng mến mộ. Lòng ghi tạc trọn ân tình thâm trọng, lại này gọi chút lễ biết ơn. Xuyên đảo băng hồ, các mộng thiên lang, hãy nắm tay nhau chép lại bản tình ca gian giờ. Đời hôm nay không còn cách trở, và chuyện tình yêu đẹp mãi đến ngàn sau. Thôi, như vậy là tất cả đã an bài. Bây giờ chúng ta lo trở về cử hành hôn lễ.